Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình giới thiệu sách tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình là nền tảng giáo dục tốt nhất của mỗi người. Mỗi chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều có ông bà, cha mẹ và những người thân là những người yêu thương, che chở, nuôi nấng ta lớn lên từng ngày. Ngày nay, khi nhịp sống ngày càng hối hả, các bậc phụ huynh tất bật chạy theo bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền, mà đôi khi quên đi rằng những thiên thần nhỏ của mình đang rất cần sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ. Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2021, nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, Thư viện tỉnh Đồng Tháp trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chùm sách với chủ đề Gia đình, hai tiếng yêu thương, gồm các tác phẩm Cha mẹ học tập, con cái tiến bộ, do Thiên Thai và Vi Khanh biên soạn, nhà xuất bản Văn học phát hành năm 2017, và tác phẩm Cha mẹ vừa đủ tốt của tác giả Vũ Phi Yên và Trần Ngọc Bảo Khanh, nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2018. Quý vị thân mến, nhà văn Maxim Gorky từng nói: "Yêu con là việc mà cha mẹ nào cũng làm được, dạy con mới khó. Không có người cha, người mẹ nào lại không yêu thương con mình cả." Nhưng trong thực tế cuộc sống hàng ngày, có muôn vàn những tình huống bất ngờ xảy ra trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà không phải ai cũng xử lý một cách hợp lý, để không phải dùng đòn roi hay những lời quát mắng đối với con. Bên cạnh đó, lại có những giải pháp để con hiểu được đâu là điều hay lẽ phải. Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Các bậc cha mẹ luôn muốn các con mình trở thành những người tài giỏi và đặt ra yêu cầu cho con rất cao, rất nhiều, mà chưa ngồi lại nghe con tâm sự hay chia sẻ những gì con cần hoặc con đang gặp vấn đề gì để cùng con giải quyết. Những điều đó vô tình mang đến những điều tiêu cực cho các con. Trẻ em là tương lai của đất nước. Nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh về cả thể chất và tâm hồn, được phát triển toàn diện là nền tảng hạnh phúc gia đình. Bởi thế mới thấy, giáo dục gia đình chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống gia đình. Cha mẹ chính là những người đầu tiên định hướng cho con có những suy nghĩ, những hành động đúng đắn nhất thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống từ khi con còn bé. Và quyển sách Cha mẹ học tập, con cái tiến bộ chính là quyển cẩm nang cung cấp rất nhiều tình huống thực tế thiết thực, giúp các bậc cha mẹ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống. Mỗi một câu chuyện, mỗi một tình huống xảy ra sẽ được các chuyên gia giáo dục đưa ra lời bình và những phương pháp giáo dục thiết thực. Ngoài ra, quyển sách còn đề cập đến các chủ đề có tính định hướng rõ rệt như Cha mẹ học tập. Cha mẹ là huấn luyện viên trưởng dẫn dắt con trưởng thành. Cha mẹ là người bạn đồng hành cùng con. Giáo dục không phải là thay đổi con, mà là thay đổi chính mình. Từng chương của quyển sách trình bày rõ ràng, xúc tích từng tình huống cụ thể, bắt đầu từ cách giải quyết vấn đề giáo dục gia đình, trường học và cuộc sống, đến cách thức làm khoảng cách giữa cha mẹ và con cái thêm xích lại. Những tình huống rất đổi đời thường như con ngoan trở thành con hư như thế nào, bà mẹ làm bác sĩ có đứa con bị bệnh, phải làm sao khi con không làm bài tập, và những hành động nhỏ kết nối cha mẹ và con cái. Tặng con một món quà sinh nhật đặc biệt, đừng ép con trở thành bạn. Đặc biệt từ trang 149 đến 153 của quyển sách giới thiệu cho chúng ta những giải đáp của các chuyên gia tâm lý về 10 tình huống khó thường xảy ra, từ đó giúp chúng ta dễ dàng ứng dụng và xử lý trong cuộc sống. Quý vị thân mến, khi đã làm cha mẹ thì ai cũng mong muốn mình có thể trở thành người cha, người mẹ thật tốt. Nhưng khi bạn phải đối mặt với trăm nghìn áp lực của cuộc sống, khi bản thân bạn thời thơ bé cũng chịu những tổn thương do sự giáo dục của cha mẹ, thì liệu bạn có lặp lại những điều đó khi nuôi dạy con mình? Vậy làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt? Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta hãy cùng tìm đọc quyển sách Cha mẹ vừa đủ tốt của hai tác giả Vũ Phi Yên và Trần Ngọc Bảo Khanh. Với gần 200 trang sách, quyển sách được chia ra làm 4 phần với 7 chặng, là hành trình để mỗi phụ huynh trở thành người cha, người mẹ vừa đủ tốt. Chặng thứ nhất,
1001 cách sử dụng một đứa trẻ. Chặng thứ hai, 3 điều chúc lành gửi đến các bé sơ sinh. Góc nhìn của tác giả về 3 nền tảng cần thiết nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ lý tưởng. Chặng thứ ba, bàn tay đưa nôi, cảm nhận gắn bó an toàn. Chặng thứ tư, tinh thần học hỏi và phát triển. Chặng thứ năm, khả năng thấu cảm. Chặng thứ sáu, khi cha mẹ mang những tổn thương cần được chữa lành. Chặng thứ bảy, thực sự vì con. Với cách kết hợp nhiều góc nhìn, sử dụng nhiều nguồn thông tin đã được kiểm chứng khoa học, sách giúp các bậc phụ huynh có đủ niềm tin để trở thành cha mẹ vừa đủ tốt. Niềm tin ở chính mình có đủ năng lực nuôi dạy con, tuy không hoàn hảo nhưng vừa đủ tốt. Niềm tin ở đích đến là tin tưởng các con sẽ trưởng thành. Niềm tin ở quá trình là có những phương pháp cụ thể và thực tế để trang bị cho con em mình các nền tảng cần thiết. Sách không dày, không sử dụng những nghiên cứu hàn lâm gây khó hiểu cho bạn đọc, nên rất phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp của cả những phụ huynh đang bận rộn với con nhỏ. Cha mẹ có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ cho con qua các thời kỳ từ khi mang thai cho đến lúc trưởng thành. Từ đó chúng ta có cái nhìn khác hơn trong hành trình làm cha mẹ, đó chính là không chỉ nuôi dạy giáo dục con mà còn phải học tập, rèn luyện bản thân và quan trọng nhất chính là hiểu được các con cần gì. Làm cha mẹ có thể được xem là nghề nghiệp căng thẳng nhất thế giới này, nhưng nếu chúng ta có những phương pháp hướng đi đúng đắn và có một tình yêu thương con vô bờ bến thì hành trình đó sẽ trở thành hành trình chữa lành và hoàn thiện bản thân để cho cha mẹ lẫn con cái đều hạnh phúc và lành mạnh. Sách đang được phục vụ tại thư viện tỉnh Đồng Tháp. Kính mời các bạn cùng tìm đọc. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký và theo dõi kênh để đồng hành cùng thư viện tỉnh Đồng Tháp trong những video kỳ tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.